Cái hình ảnh thật dễ thương á. Nó không cao siêu quá để mình khó hiểu. Nhiều khi mình nói, để con làm riêng mình được rồi Chúa ơi. Mình có khuynh hướng đó. Vì mình càng lớn, càng muốn là tự tôi làm. Chúa thả ta ra đi. Tôi đã nhấn mạnh hơn 12 năm rồi là mình lầm. Đừng nghĩ mình lớn tuổi rồi tự túc, tự cường, tự lập trước mặt Chúa. Không. Phải nhớ ước mơ của Chúa. Chúa ở đâu, con ở đó. Và con ở đâu, xin Chúa cũng ở đó. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: một ít nữa anh em sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa anh em sẽ thấy Thầy, vì Thầy về cùng Cha. Bây giờ trong các môn đệ có mấy người hỏi nhau: điều người vừa nói với chúng ta là một ít nữa anh em sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa anh em lại sẽ thấy Thầy, vì Thầy về cùng Cha, có ý nghĩa gì? Họ nói: lời người nói một ít nữa có ý nghĩa gì? Chúng ta không biết người muốn nói gì. Chúa Giêsu nhận thấy họ muốn hỏi người, nên người bảo họ: anh em hỏi nhau vì Thầy đã nói còn một ít nữa anh em sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa anh em sẽ thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật với anh em sẽ than van, khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có lẽ có những lời trăn trối đánh động lòng người, bởi vì trước khi chết con người sẽ rất sáng suốt, vì mình đối diện với bức tường chân lý, mình thấy rõ cuộc đời sẽ ra sao, bên kia cái ngưỡng cửa cái chết là gì. Cho nên thường những lời trăn trối là những lời tâm huyết, nói từ trái tim ra. Một số người thì hôn mê yếu dần, cho nên lời trăn trối nó cách xa ngày chết. Đúng, có nhiều người cả mấy năm trước đã trăn trối, rồi đi vào giống như sống thực vật vậy, rồi chết. Cũng có những người nói chưa kịp thì đã chết, hay tính nói nhưng chưa có thi hành thì đã chết. Còn Chúa Giêsu biết rõ ngày giờ mình chết. Cho nên lời trăn trối của Chúa chắc chắn là tâm huyết nhất. Quý ông bà có bao giờ đứng nghe một người chết nói về việc chào hỏi trước khi đi không? Ai ở Chí Hòa, một tuần hai lần, sáng 5 giờ sáng là nghe. Nghe những người tù ở khu ED là khu tử hình được dắt đi xuống dưới phòng tiếp dân, cái phòng ở bên dưới Chí Hòa. Rồi sẽ được ăn một tô phở, chúng tôi không thấy, nhưng những người phục vụ gọi là trực sinh, họ kể lại vậy. Mấy nhân vật đó sẽ được ăn một tô phở hay một tô hủ tiếu gì đó. Rồi nếu có hút thuốc thì được hút một điếu thuốc, uống một tách cà phê. Và sau đó người ta tống một quả chanh vào mồm và người ta băng keo lại, rồi chở đi. Lúc đầu trái chanh có người nhai được, cho nên khi trước khi bắn, họ bung được cái băng keo ra và họ la to lên. Do đó sau này họ nhét quả ổi. Thế là hết, cứng quá. Nhưng những lời những người đó bị tháo xiềng. Nên nhớ, từ lúc kết án tử hình, đừng tưởng người tù sẽ được thông dong cho đến ngày chết, họ bị cùm chân tại chỗ. Cái đó là một cái hình thức rất ác. Bởi vì trước sau người ta cũng sẽ bị đi chết, đi tử hình, mà cùm chân lại. Cho nên buổi sáng, mấy khu khác ai thức dậy sớm sẽ nghe tháo những cái cùm, mở những cánh cửa bằng sắt,
Nó kinh khủng lắm, cái tiếng nó kêu nó vang dội cả cái lầu Bát Giác đó, 10.000 người ở trong đó nghe rất rõ. Nếu ai thức giấc thì là sau đó là bắt đầu nghe, anh em ở lại nha, tôi đi nha, ráng giữ gìn sức khỏe, rồi hết. Cũng có người nói chỉ ký phủ trùng, biết người đó là nói tiếng Quảng Đông, tự kỷ bảo trọng, tức là ráng giữ gìn sức khỏe. Nó cảm động lắm á. Họ chúc mình ở lại, ráng giữ gìn sức khỏe, để còn đoàn tụ với gia đình. Còn họ biết vài phút nữa, vài giờ nữa, họ từ giã cuộc đời. Và không kịp nói gì khác thì bị đẩy đi. Cái lời Chúa Giêsu trăn trối trong mấy ngày liên tiếp chúng ta nghe rất là rõ ràng. Nó nói lên cái tâm huyết của Chúa. Chúa Giêsu có mỗi một ước mơ thôi. Đố ai biết là gì? Là lạy Cha, xin cho chúng nên một. Kèm với ước mơ đó, cái hiệu quả của nó là gì? Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha ban cho con cũng ở với con. Gioan chương 17, chương kế tiếp mình sắp nghe. Thật là cảm động. Trước khi chết, Chúa chỉ ước mơ điều đó. Điều thứ nhất rất khó là xin cho chúng nên một. Là vì chúng khó nên một. Mỗi người là một, một bên cạnh vẫn là một và một. Chúa biết điều khó khăn nhất của con người là thống nhất, hiệp nhất, đồng nhất với nhau. Cho nên Chúa cất tiếng xin. Tôi lặp đi lặp lại câu này rất nhiều lần. Chúa không xin gì khác. Và điều thứ nhì, Chúa chứng tỏ tình yêu bằng cách con muốn rằng con ở đâu thì những người mà Cha ban cho con cũng ở với con. Hai điều rất thiết thực, nó nói lên tình yêu. Hay thật. Xin Cha cho chúng nên một. Có lần tôi đi Honda ở đường Bành Văn Trân. Tôi chạy gấp lắm bởi vì tới giờ sinh hoạt giáo lý rồi mà đi vô cái nhà thờ xây dựng. Cái đường nó họ Bành Văn Trân mà nó chật hẹp lắm chứ nó không có bành. Có bốn cô học sinh đạp xe đạp, thông dong đi hàng bốn. Hay không? Tôi qua mặt không được, tôi bóp còi nó cũng chỉ nhìn thôi. Rồi tôi nói xin vui lòng đi hàng một giùm. Thì cái con bé đi ở gần bìa chắc chừng lớp 8, lớp 9 à. Dạ thưa chú, chúng con đang đi 4 hàng 1. Tôi nhìn lại đúng, bởi vì xe đạp là chạy hàng 1, cái bánh nó chạy hàng 1. Thì 4 cái hàng 1. Thôi tôi thua luôn. Tôi đành tới trễ chút chứ qua mà không được. Và nó cũng không nhường. Bất khuất đến vậy. Còn ở đây Chúa Giêsu thì xin cho mình nên một. Mà rất khó. Ở trong tình yêu. Gần là hạnh phúc, là vui, là hân hoan vì mình thương. Xa là nhớ. Ai xa mà không nhớ, coi chừng nồng độ tình thương nó giảm rồi. Có khi chỉ sống vì cái nghĩa mà cái tình đã bớt. Những người yêu nhau họ không chấp nhận ngăn cách đâu. Ngăn cách về không gian và địa lý không. Mà tôi thích cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ông nói cuộc đời bị chi phối bởi hai điều, thân phận và tình yêu. Ông có phân tích theo kiểu của ông, nhưng mà quý vị nghe coi có lý không? Ông nói, thân phận thì bọt bèo, nay còn mai mất, lúc thăng, lúc trầm. Thân phận thì ngắn hạn và nặng nề, điều muốn làm lại không làm được, điều không muốn làm lại cứ làm. Còn tình yêu thì bay bổng, cao xa, siêu thoát, vượt thời gian. Thân phận thì bị trói buộc trong không gian. Tôi ở đây, tôi không thể ở nhà. Tôi ở Perth, tôi không thể đồng lúc ở Sydney, vân vân. Còn tình yêu, có thể. Cho nên ông nói, có người Do Thái điêu linh, xưa kia một mình, nhọc nhằn vác thập tự lên đỉnh đồi Canvê, để dùng thân phận của mình mà gánh hết thân phận của người khác trên vai bằng tình yêu vô biên. Đẹp thật. Ông ví dụ về Chúa Giêsu mình không chối cãi được.
Cho nên những người yêu nhau, tôi trở lại, thì ước mơ họ ở đâu thì người họ thương cũng ở đó. Rõ ràng. Có ai chối cãi và phản biện không? Tôi chắc không. Cho nên con người đi tìm con người. Đúng. Nếu con người không còn đi tìm con người thì con người liệu là con người nữa không? Không ai là một hòn đảo. Cho nên Chúa Giêsu nói lại cha, con muốn rằng những người cha ban cho con, thì con ở đâu, họ cũng ở đó với con. Tại sao Chúa lại mơ ước ngược chiều, là Ngài ở đâu, thì tôi cũng ở đó, chứ không phải là tôi ở đâu, thì Ngài đi theo tôi. Nó ngược với ông bà suy nghĩ coi. Nếu Chúa thương tôi, thì tôi đi đâu, Chúa đi theo chứ. Mình có quyền suy nghĩ như vậy, không có gì là phạm thượng cả. Lời giải đáp tùy mình. Nhưng cái lời nguyện sau đây thật đẹp, lạy Chúa. Khi mến thương ai, thì hay mang hình ảnh người đó trong tim. Không phải ấp ủ trong giấc mơ mà thôi, mà con muốn gặp mặt trong cuộc sống thật. Người hạnh phúc là người có nhiều người yêu mến bên cạnh, có hình bóng trong nhiều ước mơ của người khác. Con hạnh phúc vì trong ước mơ của Chúa có bóng hình của con. Nhưng đôi khi trong ước mơ của con lại không có bóng hình của Chúa, mà bóng hình của người khác, của tiền bạc, danh vọng, chức quyền. Khi con nghĩ về một người thì trong mơ ước của con có cả một đường dài tương lai, một khung trời thật đẹp để chân con bước tới. Chứ không phải chỉ là một hình ảnh tan trong sương, mờ mờ ảo ảo. Chúa có một khung trời cho con không? Thưa có. Chúa dùng ngôn ngữ rung cảm của thân xác, đó là đau khổ, là tiếng khóc, là niềm vui, là hy vọng, là ước mơ để nói chuyện với con mà. Và lạy Chúa, chiều nay, con muốn hiểu về ước mơ của Chúa đã dành cho con như thế nào. Vừa mới nghe, Chúa muốn rằng Chúa ở đâu, mình ở đó. Hai bờ sông đi song song nhưng không bao giờ gặp nhau. Trong tình yêu của con, tình yêu của cả hai, bờ này mong được ở đâu thì bờ kia cũng ở đó, nhưng ở giữa vẫn còn nước chảy cuồn cuộn. Làm sao con ở trong Chúa và làm sao Chúa ở trong con? Tôi thấy đọc cái lời nguyện này thấm thía, rất là hay. Mà mình cũng có quyền suy nghĩ như vậy trước mặt Chúa một cách rất đơn sơ. Chúa đi tìm con như đi tìm một mảnh hồn của chính Chúa. Câu này đẹp thật. Mảnh hồn của Chúa vỡ ra, mỗi mảnh nhỏ nhỏ là một người. Bây giờ Chúa cất công đi tìm. Chúa bỏ trời cao xuống căn nhà nhân loại, gõ cửa từng linh hồn, rồi đứng đợi con mở cửa. Như vậy không phải là con ở đâu thì Chúa ở đó sao? Đúng. Mặc dầu Chúa đi tìm con, ít khi con tìm Chúa, nhưng lời ước mơ của Chúa là Chúa ở đâu con ở đó. Có nghĩa là Chúa luôn luôn cất công đi tìm. Vậy lời nguyện của Chúa hôm nay sao lại nghe có vẻ như có mình Chúa à? Ước mơ của Chúa rằng Chúa ở đâu thì con ở đấy, và Chúa thực hiện trước bằng cách Chúa đi tìm. Nếu như cha mẹ cứ đợi con, nó tỏ lòng hiếu thảo thì mình mới thương nó, thì mình đi ngược với bài học của Chúa rồi. Lạy Chúa, có những lúc con nhìn lên cây thập giá. Không phải, tượng này là tượng phục sinh, vui vẻ, Chúa buông tay ra để bay về với Chúa Cha. Nhưng cái tượng chuộc tội mới đáng thương. Hôm nay tôi làm một cái tượng chuộc tội, và ngày mai tôi sẽ khoét cái lỗ để đóng đinh Chúa vào cây thập giá, tôi cũng thấy nó ngại ngại. Mặc dầu đó là tượng trưng, tôi sẽ đóng bức tượng đó vào một cái cây, tôi cũng thấy đau á. Bởi vì tôi sẽ khoan qua cái tượng, rồi tôi gánh một cái đinh thật. Mặc dù tượng vô tri vô giác, nhưng hình ảnh đó làm tôi đau. Chúa nói Chúa ở đâu
thì mong rằng con cũng ở đấy. Là khi Chúa sắp bước vào cuộc thương khó, Chúa ở đâu? Chúa ở trên đồi Canvê. Còn có ai? Mẹ của Ngài, ông Thánh Gioan, mấy người phụ nữ đính trên đầu ngón tay. Còn tất cả ở đâu? Chạy trốn hết. Đức mẹ can đảm thật, đứng đó nhìn người ta giết con mình, rồi con hấp hối từng giây phút, mà chắc chắn mấy người lính canh không cho đến gần. Bà chỉ đứng nhìn. Cái chết trên thập giá là một cái chết ngộp thở, chứ không phải vì đau do các vết thương. Vì nó căng cái lồng ngực ra, và thân xác nặng thì trì xuống, thở không được, chết dần vì thiếu oxy. Mà người mẹ đứng nhìn con chết mà không bỏ đi đâu. Đáng phục một người mẹ can đảm. Cảm ơn Chúa ban cho chúng con những lời tâm sự của Chúa là những lời trói trăng. Phần chúng con chỉ xin Chúa thúc đẩy chúng con ước mơ một điều thôi. Chúa ở đâu cho con ở đó. Con có thể lam lũ vất vả làm ăn là vì sinh kế, nuôi sống, mưu cầu hạnh phúc cho gia đình và cho bản thân. Mà việc lao động được Chúa chúc lành mà. Nhưng đừng để những việc lao động đó làm con say mê, quên mất phải ở cùng Chúa. Tôi đã từng kể câu chuyện mà Thánh Francisco Xavier tâm sự. Ông bà nào nhớ không? Ai nhớ có thưởng. Thánh Francisco Xavier có một chuyện à, một chuyện vũ ngôn đó. Ông dùng hình ảnh quê ổng ở Tây Ban Nha. Mưa trời vừa đổ mưa, cơn mưa đầu, rất nhiều thứ nấm, ăn ngon lắm, nó mọc lên. Trong một cái rừng ở gần cái ven cái thành phố nào đó, thì có ông bố có hai thằng con trai, chắc đứa 8 tuổi, đứa 6 tuổi. Mưa xong họ mừng lắm là vì họ sống, họ đi nhặt nấm về ăn và đi bán. Sáng hôm đó là ông bố làm một cái giỏ treo cái dây ở đây, để mà hãy có nấm thì bỏ vô đó, khỏi cầm tay, tay phải đi hái. Nhưng mà có hai thằng con đi theo, thì mỗi đứa một tay xách một cái giỏ, rồi chúng nó cũng bắt chước ông, cũng treo vào cổ. Một tay ông cầm thằng lớn, một tay ông cầm tay thằng bé, thế là dắt đi. Thế là ông không cúi xuống được là vì hai tay ông cầm hai đứa rồi. Ông thấy thì ông chỉ, ông nói thằng bên đây có nấm to cỡ đó hái thì nó hái. Nó bỏ vào giỏ nó rồi nó bỏ vào giỏ ổng. Đi được một khoảng khá xa thì thằng bé nó nói, bố nắm tay khó nhặt nắm quá. Bố thả ra đi để con nhặt bằng hai tay. Ông bố nghe lời để nó thả tay ra. Nó say mê là vì hai tay nó nhặt được nhiều gấp đôi. Và nó được thông dong nữa. Một chút, bố đi với anh người anh, còn thằng em lạc mất. Tôi nghĩ ông bố cố tình cứ để nó đi. Cỏ rất cao quá đầu người mà nó thì thấp. Rồi cứ lủi lủi đi tìm nắm. Một chút giật mình. Bố đâu rồi? Ông bố đứng khá xa đó. Nghe. Bố đây với anh con đây. Nó chạy tìm cho ra. Chạy hướng này hướng kia. Đến lúc gặp được ông bố nó xà vào nó ôm. Thì nắm trong giỏ nó không còn cái nào. Rớt hết rồi. Rồi nó tiếc. Ông bố nói, con thấy chưa? Con ở xa bố. Bao nhiêu việc con làm. Bây giờ ra công cốc rồi đấy. Đâu còn gì đâu. Anh con nó ở với bố. Nó vẫn còn nắm nè. Cái hình ảnh thật dễ thương á. Nó không cao siêu quá để mình khó hiểu. Nhiều khi mình nói, để con làm riêng mình được rồi Chúa ơi. Mình có khuynh hướng đó, vì mình càng lớn, càng muốn là tự tôi làm. Chúa thả tay ra đi. Tôi đã nhấn mạnh hơn 12 năm rồi là mình lầm. Đừng nghĩ mình lớn tuổi rồi tự túc, tự cường, tự lập trước mặt Chúa. Không. Phải nhớ ước mơ của Chúa. Chúa ở đâu, con ở đó. Và con ở đâu, xin Chúa cũng ở đó. Cũng như cha mẹ và hằng theo dõi con mình.
dù là con bao nhiêu tuổi không cần biết. Rất dễ thương, hình ảnh của gia đình áp dụng vào hình ảnh của Thiên Chúa được. Mặc dù nó thiếu sót, nhưng nó vẫn đẹp. Xin Chúa ban cho chúng con, nhất là những người có kinh nghiệm về sự chết, hãy để lại những lời trăn trối thật đẹp cho người thân của mình. Chuẩn bị trước đi. Tôi tin chắc những lời mình viết, mình không thể giả hình để viết. Vì mình biết đó là những lời cuối cùng của đời mình. Y như Chúa Giê-xu vậy. Lòng tha thiết của Chúa muốn ở với mình. Chúa cũng ước mơ mình tha thiết muốn ở trong Chúa. Đủ rồi. Không làm gì khác. Không cần phải làm những công trình to lớn gì hết. Hãy để Chúa nắm tay mình dắt đi như em bé vậy. Thật dễ thương. Chúng ta dâng thánh lễ này cũng cầu nguyện cho chị Linh, vì mổ cái lưng chắc cũng phức tạp lắm, cho nên phải đi mổ lại đó. Nhưng chúng ta cũng cầu nguyện xin Chúa ban cho chị ở trong Chúa qua cơn đau ví dụ. Và chúng ta cũng chuẩn bị cho chính trường hợp của mình. Vì càng ngày tôi nhìn tôi rồi tôi nhìn mọi người, tôi thấy càng ngày càng già. Cái lỗ huyệt nó gần rồi. Nếu không có lỗ huyệt thì cái hũ tro nó cũng gần lắm rồi. Sắp sửa đi diện HU. Người ta đi diện HO, mình đi HU là bỏ vô hũ đó. Rồi người khác khóc hu hu. Có người khóc là may rồi đó. Còn có người cười hì hì. Cái ông đó mà chết sớm thì mình được nhờ. Mãi đến nay sống dai như quỷ. Cái đó mới là cái bất hạnh. Mình chết mà người ta tiếc thì ôi trời, đó là phần thưởng. Còn người ta nói mày sống dài quá, khó khăn quá, chắc tức cười lắm. Xin Chúa ban cho chúng con ước mơ một điều. Chúa ước mơ, Chúa ở đâu con ở đó, thì xin cho con ước mơ con ở đâu Chúa ở đó. Và con cũng vậy, cố gắng hết mình để đừng buông tay Chúa. Chúa cầm con mà. Con cứ mon men đi một mình, chắc chắn đi lạc. Tôi nhớ 15 năm trước, ngày 13 tháng 5, nó rơi vào tối thứ Sáu. Nó là ngày thứ Sáu. 15 năm trước, tôi được lom khom lết lên bàn thờ Chúa. Nay đúng 15 năm. Qua rất mau, tôi là người cuối cùng được thụ phong trong nhà thờ chính tòa cũ. Sau đó họ đập xuống và xây cái khác nối dài ra đó. Cho nên tôi hãnh diện là vì tôi là người phá nhà thờ cũ. Duy nhất con mình. Có câu đố, cái gì mình càng phá thì người ta càng vỗ tay hoan hô. Nói liền có thưởng. Cái gì mình càng phá thì người ta càng vỗ tay hoan hô. Kỳ chưa? Thua rồi, không cho bà đó nói. Yeah. Bà nói rồi mà mấy người này chưa nghe. Cô Thanh lại quên rồi. Cái kỷ lục đó, mình càng phá kỷ lục thì người ta càng hoan hô. Trong mấy môn điền kinh thể thao rồi đó, nói cái anh đó phá kỷ lục, nó hoan hô. Càng phá cao chừng nào kỷ lục thế giới thì càng hoan hô chừng đó. Có vậy mà cũng biết. Sáng nay tôi nhận được một chuyện cười từ bên Mỹ, nói con cái thế gian khôn ngoan hơn con cái sự sáng. Có một cô lái xe chạy quá tốc độ, cảnh sát rượt theo chặn lại. Cảnh sát công lộ bên Mỹ thường trong xe có người à, tới chào, thổi rượu, đâu có uống đâu sếp. Sao chạy nhanh vậy? Ai biết, thích thì chạy thôi. Cho coi bằng lái. Làm gì con? Mất rồi. Mất điểm. Rồi còn lái. Tịch thu luôn rồi. Ngon vậy. Mấy tháng rồi? 4 tháng rồi. Vẫn lái. Dạ, vẫn lái. Trời, ngon thiệt. Bây giờ có giấy tờ xe luôn. Ồ, xe này làm gì có giấy tờ? Mới cướp xong. Ui, cảnh sát bắt đầu sờ cây súng. Cướp bằng cách nào? Giết ông chủ lấy. Vậy ông chủ bỏ đâu? Trong cóp. Cảnh sát sợ quá, móc cây súng ra bảo ngồi im. Lấy mobile kêu, sếp,
tăng cường viện binh, có thứ giữ đây rồi. Sếp tới nói để tao xử. Canh mở cóp ra, mở lên trống không. Ủa sao nói có xác chết? Nói nào? Rồi bằng lái nói xe này ăn cướp. Này giấy tờ nè, đưa giấy tờ xe đó. Bằng lái còn nè. Có phải vì ông cảnh sát đó, ông sai, ông dám nói tôi là nói mấy cái đó phải không? Ông sếp nhìn nhân viên của mình cũng bắt đầu nghi ngờ. Cái láo mà nó tỉnh đến mức độ là làm cho người ta tưởng thật. Thật sự, tiến sĩ Gobain của Đức nói, cứ nói láo đi. Nói nhiều lần người ta tưởng thật. Đó là nghệ thuật tuyên truyền đấy. Đừng có bà nào thử giống vậy nha. Nhất là cái bà Sơ Bích Thuận đó, bằng mới đó rồi mà thử thử đi. Rồi cứ nói ông Hồng chỉ là chết. Hay. Có bốn cô lái xe vô thành phố ở tiểu bang khác, chạy chậm rì, xe đời mới, thể thao, xe Porsche đàng hoàng. Dân nó nói chắc không có bằng lái, nó kêu cảnh sát công lộ chặn ở đầu đường. Cảnh sát chào, khám, có bằng lái ở tiểu bang khác tới. Xe tốt không? Tốt, rồ máy tôi coi. Mới mua mà rồ gì? Chị sao chạy chậm vậy? Xếp cho chạy bao nhiêu, tụi tôi chạy bao nhiêu? Ủa? Cho chạy bao nhiêu? Kìa, số 3, xếp để số 5. Thì tụi tôi tưởng là tốc độ được 5 mai rồi, tụi tôi chạy 5 mai 1 giờ. Không phải. À, thông cảm cho các cô là bởi vì bên này cái số 5 đó là số đường chứ không có tên nữa. Cho nên ở đây chạy 45 chứ không có chạy 5. Tốc độ bình thường là 45 mai là khoảng 80 cây số của mình, 70, 75 gì đó. Rồi, cái nhìn thấy ba cô kia mặt xanh lè. Bạn của cô bị bệnh gì vậy? Một con nhỏ ngồi băng sau giơ tay lên ráng hết sức nói, tụi em ở đường 120 mới ra. Nó tưởng cho chạy 120 mai nó phóng. Thì ba đứa kia tưởng chết đến nơi đó, mặt xanh lè. 120 là bao nhiêu cây số giờ? Gần 200 cây giờ. Chuyện không có thật, bác Nho giờ cẩn thận lắm, không hỏi nữa. Nhưng có người bên đây hay hỏi. Người đó 617 điểm rồi. Bác Nho từ đó giờ im.